Dẫn trước 1-0 sau hiệp 1, nhưng đội tuyển Nhật Bản lại để Iran ngược sòng thắng 2-1 ở hiệp 2, qua đó bị loại ở tứ kết Asian Cup 2023. Từ vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, việc đoàn quân Samurai Xanh không thể tiến vào bán kết khiến huấn luyện viên trưởng Hajime Morisasu rất thất vọng. Là huấn luyện viên trưởng, tôi thật sự thất vọng vì không thể giúp các cầu thủ biến những nỗ lực của họ thành kết quả, huấn luyện viên Nhật Bản nói. Chúng tôi đã không làm đủ tốt trong tấn công và cũng không thể hạn chế sức mạnh tấn công của đối thủ. Tôi nghĩ lý do cho thất bại này đến từ việc chính tôi đã không thay người đủ tốt. Đây hoàn toàn là trách nhiệm của cá nhân tôi. Về những gì học được từ giải đấu, ông nói, tôi nghĩ các cầu thủ có thể cải thiện trình độ của mình bằng cách chia sẻ nhiều điều với đồng đội. Bây giờ, Asian Cup đã kết thúc, tôi muốn từng chút một hướng tới mục tiêu lớn là dẫn đầu vòng loại World Cup khu vực châu Á. Trong trận đấu này, Nhật Bản được đánh giá cao hơn Iran ở trận tứ kết 3 Asian Cup và thực tế Samurai Xanh đã nhập cuộc tốt hơn và dẫn 1-0 sau 45 phút do công Morita. Tuy nhiên, sang hiệp 2, sau một vài cơ hội nhân đôi cách biệt bị bỏ lỡ, Nhật Bản để Iran vùng lên và có bàn gỡ hòa. Phút 55, Mohebi thoát xuống, nhận bóng của đồng đội rồi đặt lòng tinh tế, quân bình tỷ số 1-1. Bàn gỡ như một cú hích tâm lý với Iran, đại diện Tây Á tổ chức tấn công nhiều hơn với những pha bóng sáng ngước hơn. Khả năng bứt tốc mạnh mẽ của Atmon và Mobehi tạo ra các tình huống hãm thành rất nguy hiểm. Atmon một lần đưa bóng vào lưới Nhật Bản ở phút thứ 65, nhưng bàn nâng tỷ số lên 2-1 không được công nhận do việt vị. Tuy vậy, vào những phút bù giờ thứ 6, hàng thủ Nhật Bản mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp Iran được hưởng penalty. Hậu vệ Itakura phạm lỗi với Kanani trong phòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Trước khi đội trưởng Zahad Bass không mắc sai lầm nào ghi bàn thắng vàng cho Iran, đại diện Tây Á vỡ òa với tấm vé bán kết trong khi Nhật Bản có thêm một kỳ Asian Cup thất bại nữa kể từ lần cuối cùng vô địch năm 2011.